còn đây là bông khó nhỉ. Con này là một tạ 14 cân đấy. Ủi cạ Hàn Quốc à? Dạ dày to như cái trống. Chắc cho ăn cả đêm rồi. Bên đấy nhìn máng đầy cơm. Còn mỡ này gì? Thịt nó cũng đẹp đấy, nhưng mà mỗi tuổi là nhiều mỡ. Chứa như kiểu có con này bỏ mẹ. Cái này căng hơi hơn này. May không có con đúng không? Sợ nhất là có con. Có con thì nó cháo. Ừ. Này luộc giòn hết đấy. Này có dạ con ngon đấy. Bằng cái chậu đỏ này rồi. Nhưng mà hơi nhiều nhỉ. Dạ dày này phải hơn kia ấy. Dạ dày phải đến 10 cân thì hột cứt ra này. Ôi hồ. Đấy, đầy hết. Lỏng nhiều quá. Nhiều lỏng. Lợn bụng to thì thế thôi mà. Dạ con đòi. Đây này. Tí cho gió, vào cái gì. Gió vào đi rất là dày này. Chị chuyên gia mổ lợn. Con này thịt ngon không chị? Ba chỉ ngon. Ba chỉ mỡ thôi con này. Không mỡ mấy đâu ngon mà. Em thì nó không được cái gì, được mỗi cái mắt thôi. Em nó có con mắt ấy. Mắt rồng. Không, em nhìn cho em đoán luôn nhá. Anh ấy gọi em bằng anh. Nhưng mà em bảo là em nhìn mắt anh ấy. Anh hơn em mấy tuổi đây? 4 tuổi, 34 tuổi. 91 mà. À, đến từ đấy. À, chào nhá. Chuẩn không anh? Chuẩn không? Chuẩn không? Chuẩn không? Chuẩn. Nhiều người sợ em à? Anh còn sợ chú cơ. Sợ quá. Không, anh đừng sợ em. Nhìn mày giữ, nhìn mày giữ bỏ mẹ ăn được kéo. Khi nào mà anh uống rượu ấy thì em sợ em. Cười rất có thể chân nhang hết rồi. Xong rồi. Anh ạ. Anh lợi còn giá hơn anh nhiều. Anh cường, xưa nay anh cường chuẩn. Anh lợi giá anh nhiều. Ông cặp đòi mà. Ngại. Má bằng ơi. Không có mình học hỏi. Đây đi. Nhưng mà nó học.
Như tớ đấy. Như lúc mà bây giờ nhá, không tin rồi, anh em tổng thống anh em người Hà Nội. Ruột non nó đồn. Rồi ruột ra nó chọc to ra là. Trong đó trong đó là biển xe của mình. Em lại nước chấm nó kiểu ngược ngược ra không rồi thì hơi có rồi 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 bố em là mổ treo lên luôn, treo lên một mình bố em mổ được. Mỗi người thì các cửa hàng khác có mời mày ở đây uống rượu. Còn đợt nó lên thăm cửa hàng xe hố nó bảo chào anh rồi, làm nhiều.